Xin chào các bạn, hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn chơi guitar bass điệu disco, chơi octave, hay nói cách khác là chơi bóng tám. Tuy nhiên thì là hiện nay có rất nhiều cách đánh dạng này. Tuy nhiên Tuấn muốn hướng dẫn các bạn cách chơi hiệu quả và có thể thể hiện được technique riêng của mình, mang lại nhiều màu sắc trong cách chơi thay vì chúng ta đánh như thế này, dùng hai ngón. Thì đây cũng là một cách, tuy nhiên thì theo Tuấn thì nó cũng chưa hiệu quả. Ngày hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi áp dụng cái kỹ thuật slap, đó là chúng ta dùng ngón cái đập trượt xuống dây trầm ở khoảng 8 dưới và móc ngón trỏ dây dưới đối với nốt quãng 8 ở phía trên. Thay vì chúng ta đánh như thế này cũng được, nhưng mà hiện nay trong clip này Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi như thế này. Đó, nó sẽ rất là mạnh hơn, là một. Thứ hai là chúng ta có thể chơi nhanh hơn, linh hoạt hơn, và chúng ta có thể sáng tạo ra rất nhiều cách chơi khác dựa vào cái thế này. Bây giờ Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn chơi từ từ để các bạn có thể tập được. Thứ nhất, ngón tay cái của chúng ta đập xuống dây quãng 8 dưới, ví dụ như là nút Re. Đây, chúng ta đập như này. Chúng ta tập làm sao để cố gắng đập để chính xác, đập đúng cái dây và nó hơi trượt xuống. Và bên phía bên tay trái của chúng ta thì chúng ta sẽ bấm nút, dùng ngón út hoặc là ngón nhẫn. Theo tôi dùng ngón út hay hơn, bởi vì là hầu hết bàn tay châu Á của chúng ta nó nhỏ hơn tay của châu, do vậy là chúng ta sẽ sử dụng hai cái ngón ở hai đầu, ngón cái và ngón út, thì mình sẽ đỡ vất vả hơn khi mà bấm nút. Sẽ bấm đánh từ từ để các bạn theo nhé. Như này. Đánh hơi trượt xuống dưới một tí thì có một cái màu sắc rất là mạnh đối với âm trầm. Và hơi thả lỏng cái ngón cái ra. Các bạn, đây chính là cái kỹ thuật slap. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để làm sao chơi bass hiệu quả nhất, kể cả sử dụng những cái kỹ thuật tiên tiến, những cái kỹ thuật mới hiện nay giống như slap. Ví dụ chúng ta, thay vì chúng ta đã đánh kép chẳng hạn, thì chúng ta dùng hai ngón thì chúng ta chỉ cần dùng một ngón cái. Đánh xuống và gửi lên. Như thế này.
thuật mà ngón cái đập mạnh xuống và hất lên, nó sẽ tạo ra hai nốt. Cũng giống như chúng ta dùng hai ngón này, ngón trỏ và ngón giữa, chúng ta bật giống như kỹ thuật chơi guitar thủng. Thì nó sẽ tạo ra cái nốt khép. Đó, các bạn nghe thấy không? Cái cách đánh làm sao để mình không mỏi tay đó là như thế này, và có thể nhanh như thế này. À, các bạn có thể xem nhé, rất đơn giản, đó là chúng ta dùng ngón cái đập trượt xuống dây một tí, móc lên, đó rất là đơn giản, và có thể chúng ta có thể đánh nhanh và chạy nhanh được. Đó, thì các bạn thấy là cái cách đánh thì nó sẽ nhanh hơn là một, thứ hai là chúng ta không bị mỏi tay, giữ một thế tay như thế này thôi là chúng ta có thể chơi rất là lâu, và một thứ hai là nếu chúng ta sử dụng cách này chúng ta có thể phát triển thêm các cái technique cho riêng mình. Để tôi lấy ví dụ nhé, chúng ta có thể đánh đơn giản như thế này, cũng có thể đánh như thế này. Đây là cái kỹ thuật của slap, thế tay như thế này. Ví dụ tức là đánh kép, ví dụ như chúng ta dùng hai ngón này để móc kép hai nốt ở nốt quãng tám ở trên, ví dụ như này. À, Tuấn có thể đánh chậm để các bạn nhìn dễ nhìn này. Ngón cái đánh xuống, ngón trỏ móc và ngón giữa móc. Thế tay này chúng ta có thể bấm nhả để giữ cho cái dây nó khỏi bị ù.